Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, sáng ngày 6 tháng 10, tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 390 km về phía đông đông nam. Sáng nay ngày 6 tháng 10, bão vẫn mạnh cấp 11 đến 12, 103 đến 133 km/h, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cập nhật đến 11 giờ trưa ngày 6 tháng 10, bão số 4 có tọa độ khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc và 117,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông 350 km về phía đông đông nam, vẫn giữ nguyên cấp như buổi sáng. Tuy nhiên, dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy giảm cấp thành áp thấp nhiệt đới, sức gió chỉ còn cấp 6 đến 7. Cơ quan phòng chống thiên tai cho biết, trên hầu khắp ba miền Bắc, Trung, Nam hôm nay 6 tháng 10 sẽ cùng duy trì trạng thái tạnh ráo, ít mưa và có nắng từ sớm. Sau đó, từ đêm nay, Bắc Bộ sẽ đón những cơn mưa dông trên diện rộng do ảnh hưởng của khối khí mát đầu mùa,